Ok, hello và xin chào anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với series Lego Jurassic Park. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình để đi tìm những con khủng long khác đây. Lần trước thì chúng ta đã thử tấn công chống trả lại sự tấn công của Raptor. Và may là không chết. Ok. Bây giờ mình sẽ tôi làm gì đây? Rồi. Quay. Đi vào đây tắm rửa. Hình như là vậy. Hai thằng trẻ con đấy chứ. Đấy đúng rồi. Hai thằng trẻ con. Lần trước mình cứu. Ở con T-Rex ý. Đấm để bạn này vẫn ở đây ạ. Con kia làm xem được. Nó bảo là nhìn trong bóng tối. Nhìn bằng răng à? Ở đây có gì ta? Bạn này rồi. Chạy qua hồ được không nhỉ? Rồi. Tưởng nhảy đều lên hoa sen thế. Không có xe chứ. Cái khu kia thì phải. Đúng chuẩn này. Ở đây mấy cần phải sử dụng gì? Chạy vô. Có cái con khủng long khác cơ. Này nó có cái kính như ấy mà, mày cần đâu phải cần đi tìm đâu. Đấy, như này là vào được nè. Ôi trời đất. Mình cứ tưởng phải đứng ở trong kia để xem.
Để lên nào. Thời gian quá. Rồi, mở được rồi. Chúng ta tiến vào cutscene. Here's another fascinating fact for you. Wow, T-Rex. I'm gonna have to find the others. Be back soon. I promise. Rồi ôi, dính thịt kìa. Raptor đứng ngoài ạ. Rồi, chạy thôi. Ôi giời, con Raptor nó xoạc kính xong nó nhìn ạ. Velociraptor. Chết rồi, nó gọi đàn rồi. Úi dồi ôi. Nó cắn nhau rồi. Giờ mình phải đi kiểu gì không phát hiện nhỉ. Follow me. Nó ngửi mà. Úi dồi ôi. Hai con nó chặn hai đầu ạ. Nhảy lên là yêu đời. À, ném. Ném nè. Dụ. Xúc xích sẽ dụ con Raptor này quay ra đây. Ha ha. Và nó sẽ nhai xúc xích. Úi giời ơi. Dừng không được. Chạy nhanh. Hello. Gì đây trời. Ui, vào đây nhanh. Mình sẽ chui được qua đây. Thằng bé này. Oh man. Chui ngược lại. Bật lò vi sóng à? Rồi. Ok, đổ nước. Đổ nước sôi. Rồi, con Raptor lại đi ra đây. Hello. Như trong mình có thịt. Chạy nhanh lên, ngồi mà thở nữa. Mình ra bên này rồi. Ok rồi sao? Không đi qua được ạ, người béo quá. Rồi, con Raptor để ý rồi. Chết. Oh man. Ăn, chắc voi ăn. Voi sẽ ăn lẩu, đúng rồi, ăn lẩu đây. Thịt. Úi giời. Rồi, nhảy lên nào. Rồi, nhảy lên được rồi. Yeah, chui vào đây. Đi đâu đây? Ui, ra đây ạ. Ông đi một vòng luôn. Kinh khủng. Trời ơi, nó lại để ý rồi.
nhìn mặt nó kiểu hello. Thở này, hơ, con sắp tới được nghe thấy rồi còn đâu. Thì bóng cứ hơ, ở đây. Cửa thoát hiểm này. Đứng thẳng dậy mà đi. Ai làm gì mày đâu? Rồi, mở ra coi. Rồi. Xoay lên ạ. Ok. Yo. Đúng rồi. King X-ray. Đập phá. Gì đây? Bộ máy chiến đấu à? Nó kích nhỉ? À, nó làm được cái thành cái gì ấy? Nó làm được thành một cái gì đấy? Rồi, hình như kích mùi của bọn Raptor rồi. Úi dồi ôi, nó vào kia. Một con nữa. Thôi, đi rồi. Một Raptor kia kìa. Yeah, một con bị nhốt rồi. Thằng nó sống được, chơi được. Kinh chưa? Ui! Trời ơi, tưởng nó nhìn thấy mình rồi, hóa ra nó chỉ ngửi thôi. Nhảy lên này. Mình biết rồi, mình sẽ không sợ nữa. Nó sẽ nhảy qua này. Nó thò đầu qua này. Mình biết ngay mà. Sao nó lắp thành súng được vậy? Sửa đường rồi thì đi bằng mắt à. Máy này làm gì đấy? À, hay quá. Con này mới đủ đẩy. Nghĩa là cái con đứa con gái này to lớn nó mới đủ đẩy cái ghế. Con thằng bé không đủ. Không đủ lực. Chúng ta cần gọi cứu viện không? Nó gõ cửa kìa, nó cười. Của bọn Raptor rồi, thông minh thế. Thôi chết rồi. Gì đây? Nhanh lên. Bố mẹ đi bây giờ. Ở mấy ông này bên nhà 8 điểm nữa, không phải bố mẹ. Oh man. Ơi Raptor kìa. Đúng rồi, tôi tìm á. Phòng cửa bộ này sao biết có cái gì.
thủy tinh này. Này chỉ định cứu ta đi đấy. Mãi. Giờ mình phải đi tìm cái gì? Mục tiêu. Chẳng biết mình đang tìm gì. Không có gì thật đấy. Đây 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 đây. Rồi. Đấy nào. Đúng rồi. Yeah. Chúng ta đã khóa được cái cổng này. Ở đâu bật đèn sáng ấy chứ. Gọi cứu viện nhanh lên nhanh lên nhanh lên, gọi cứu viện. Nhanh lên nó vô bây giờ. Maybe I can help. Con này hacker được á? Con này hacker hả? Nhanh lên Lex. Nào hacker. Rồi. Đã được cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Khủng long này. Mình di chuyển con chuột theo cái này. Ok. Đứa con gái mà hacker được. Ôi con kia kìa. Úi giời ơi thôi. Gãy màn hình rồi. Rồi. Ủa cái kia là khủng long bay à? Ơ, con raptor kia khi mình dụ vào ngăn lạnh thì nó đang ôm ấp cái thân của nó và tỏa nhiệt, cố gắng giữ cỡ nhiệt độ trong cơ thể. Đập xử được cái máy tính ở đâu? Rồi. Rồi rồi, ok ok. Bây giờ cần đứa bé trai. Cần đứa bé trai. Khủng long đâu mà ông cứ ư mày đau quá đấy. Thôi mình nhả được cái này rồi. Lắp vào. Ok, điện đã xong. Và một nguồn điện đang truyền ra cái cửa. Chúng ta ba cái máy tính và mình làm hack tiếp. Rồi, hack nào. Unix system. Tôi biết cái này. It's all the files of the whole park. It tells you everything. I gotta find the right file. Mình cần phải tìm ra file. Thank you.
à, bấm bấm theo màu của nó. Ôi dồi ôi. Ok. Oh shit. Ok, mình đã nhớ rồi. Rồi. Sắp đến rồi. Này càng nhân lên này. Giữa. Kéo. Ok. À Zeus. Rồi. Ok. Mình bấm cái kia rồi mà. Ok. Rõ ràng như thế mà. À trên trước ạ. Rồi, chúng ta tìm được được file chính gốc. What works? Phone security systems. Who name it? Rồi, có người đi xử lý rồi. Không nghe máy à? Đi rồi. Nó tơ sực thằng kia rồi. Mr. Hammond, the phones are working. Children are right. Grandpa! Call the mainland. Tell them to send them rồi. Helicopters. Bảo bọn bảo người kia mang sẽ mang cái trực thăng đến. Gonna come through the rồi. Glass. Nó vô kia. Con không biết lắp, thôi để thằng con trai lắp. Con thấy đuối quá. Con trai xe top kìa. Ok đấy. Cầu thang lên. Nhanh lên. Thoát khỏi đây. Rồi nó vào được rồi. Con lợn à. Tự nhiên con lợn Lego chạy xuống thế nào. Ui ông một ghi. Nên đuổi theo thằng nào. Chán phải. Con rắn to này buồn cười quá. Rồi giờ sao xuống. Let's go. Yeah. Checkpoint. May của ông này có đồ để cắt. Rồi, để chúng thành công rồi. Sập vui rồi, sập cầu thang rồi. Đi xuống kiểu gì? Ui dồi ôi, con Raptor. Lại mẹ tưới rồi. Đấy. Tôi bảo không sai mà. Nó lại mọc lên một cái gì đấy thần bí. Bẻ ui, bẻ cong song sắt và con Raptor đã bị kẹt rồi. Mày mày, chú vô. Hello. Ôi chết rồi, chú lại làm gì? Đùa. Nhưng lại chui lại. Đấm được. Đây là hai đứa con, đứa con gái các thứ ấy. Kiểu đây là kiểu cả gia đình luôn ấy. Nhanh lên team. Rồi mọi người qua đây nào. Qua đây để cắt má. Sẽ đi trước. Con này như kiểu con Spinosaurus ấy. Cái con mà mình đang đứng lên như kiểu con Spinosaurus.
rồi, kiểu gì đấy, sập rồi. May quá chỉ bị thương thôi. Ôi dồi ôi, Raptor. Ơ, sao tôi tưởng nó nhìn thấy nhỉ? Cái gì đây? Hay quá, T-Rex ra đắp luôn. Nhưng mà T-Rex ở đâu ra vậy? Xời, T-Rex bảo vệ à? À, T-Rex nhìn thấy Raptor thế là máu chiến luôn. Thế là quên mất mình đang ở hai ba con phối đang ở kia. Rồi. What up? Mình là Raptor hay là mình là T-Rex nhỉ? Mình là Raptor hay là T-Rex đấy? À, mình là T-Rex. Ôi giời, mình đã cam đầu kìa. Mình là T-Rex các bạn ạ, mình là T-Rex. Mày này. Ôi giời, nó lại cạp đầu mình rồi. Ai! Mình là T-Rex. Xong đấu khủng long. Sư như nó. Cái gì đây? Hát này. Gì? Bấm nhầm một nút là đi viện luôn. Cái thằng T-Rex thôi. Gì này? Ca này. Hát. Ôi giời ơi. Bấm hát, bấm nhầm thành gì? Ca. Hát. Gì? Mày chết đi. Úi dồi ôi. Này thì ta đã to rồi. Ôi hello. Sao mình không điều khiển được con T-Rex nhỉ? Mình chỉ điều khiển đánh nhau. Đánh nhau thôi. Có đi kẻ. Còn đang bị quay mũ đơ này. Nhanh. Thanh niên đang bị quay mũ đơ. Rồi. Tỉnh lại rồi. Lại đánh nhau rồi. Quá. Lại đánh nhau à? Mày nhơn. Chết luôn. Ăn thịt. Lại quăng đi. Mày chết thật chưa? Rồi. Mày thế nhỉ? Kiểu nó không muốn con kia chết ý. Không muốn đánh nhau liên tục. Này, tuyệt vời nhá. Úi dồi ôi, cái kia cứ rơi vào đầu con Raptor tỉnh dậy. Mình chưa thấy con Raptor nào mà dám tấn công T-Rex không nhá. Con leo lên lưng kìa. Mày, đi xuống. Nó lại leo lên lưng rồi. Nhờ, đi xuống. Dẫm. Đạp. Ăn nó luôn đi ông ơi. Rồi quăng rồi. Quăng đi. Quăng. Rồi gãy xương luôn. Úi giời. Thanh niên kia đang nằm dưới cũng bị ăn phát xương. Nó lại cắn con T-Rex rồi. Chạy đi. Sao con T-Rex này nó bảo vệ anh em mình nhở? Chắc là thấy kiểu Raptor ấy còn thiếu thằng này. Sao T-Rex lại bảo vệ được nhỉ? Bảo vệ mọi người nhỉ? Thằng T-Rex là một cười cực. Nó kiểu bọn trong khủng long này làm trò với rất là mọi người. Ghê. T-Rex đã thống trị cái công viên này. Úi giời ơi, nôn ra thằng kia nữa. Cái thằng đi vệ sinh. Rồi, thì mình đã kết thúc cái series này. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.